Xin kính chào của cô chú bác anh chị gần xa yêu thích mai vàng và đam mê sưu tầm bonsai xe kiển trên cả nước đã quay trở lại với kênh Mai Vàng Bến Tre ha. Và rồi hôm nay thì vườn mai của bạn Nam có làm một cái clip để giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lo mai giống bên vườn của bạn Nam cô chú anh chị ha. Đế ghép đế rồng ha, đế cũ của cô chú anh chị, mức giá cũng siêu ưu đãi chỉ từ 300 ngàn một cây bao phí vận chuyển. Cây ghép được 3 năm, 4 năm, 5 năm nha cô chú anh chị. Hàng liền cốt 100%, cụ đế siêu VIP, tàn đẹp luôn nha. Rất mong cô chú anh chị mình xem được cây nào hợp nhãn cô chú anh chị mình ủng hộ cho vườn của bạn Nam nha. Không mất thời gian nữa mình gặp luôn bạn Nam để bạn Nam chào giới thiệu và giao lưu nha. Rồi mình chào bạn Nam ơi. Rồi chào bạn, chào cô chú anh chị gần xa. Hôm nay tiếp tục đến kênh cũng giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Cúc họ Hương nè, cúc hoa hồng siêu bông Sài Gòn, cúc bi nha cô chú anh chị. Rồi đầu clip là một cây 11k, một cây cúc hoa hồng luôn nhé. Rồi. Đế rồng của chú anh chị ha. Ba lượng. Quanh thân là 6. Rồi. Chiều cao 60. Tán ngang 70. Rồi. Rồi cái cúc hoa hồng mã số 11k giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 300 nha. Rồi mình đổi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 12k. 12k cũng là một cây siêu bông Sài Gòn luôn cô chú anh chị. Cây này thì cũng đã quấn đế, quấn đế cũ ha. Rồi. Quanh thân là 8. Chiều cao 59. Tán ngang 60. Rồi, rồi cái siêu bông Sài Gòn là giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 280.000 bao phí ship. Đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 13k cũng là một cây cúc phượng hình trân đế rồng luôn. Cây này về mình cắt bo là khỏe ghê luôn. Tàn khá ok luôn cô chú anh chị ha. Quanh thân là 8. Rồi. Chiều cao 67, tán ngang 70. Rồi cây cúc phượng hình trân giao lưu với cô chú anh chị mình giá 300 nha. Rồi đổi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 14. 14k cũng là một cây siêu bông Sài Gòn luôn. Rồi. Số lắm mày. Quanh thân là 9. Rồi. Chiều cao là được 60. Tán ngang là 59. Rồi. Rồi cây này mã số 14k giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Giá cũng chỉ là 300.000. Rồi đổi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 15k. Rồi. Cũng là một cây cúc bi. Cây này tàn lùng lực đều đẹp luôn cô chú anh chị ha. Rồi quanh thân là được 8. Cây có cũ cô chú anh chị. Chiều cao 54. Tán ngang 54. Nâng cái cũ lên rất là đẹp nha cô chú anh chị. Rồi cúc bi giao lưu với cô chú anh chị mình giá cũng là 290.000 nha. Rồi mình đổi cây này. Rồi mã số 15k. Tiếp theo là mã số 16k là một cái cúc vạn thọ luôn. Rồi. Quanh thân là 8. Rồi. Chiều cao 57. Tán ngang 60. Cúc vạn thọ giao lưu của chính chị giá là 280.000. Mã số 16k. Rồi đổi cây. Rồi tiếp theo mã số 17k. Rồi 17k cũng là một cái cúc họ Hương luôn, đế cũ nè cô chú chị. Rồi. Quanh thân là được 7. Rồi. Chiều cao 59, tán ngang 57. Rồi, cây cúc họ Hương mã số 17k giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 290.000 luôn. Rồi, mình đổi cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 18k cũng là một cây cúc bi ha cô chú anh chị. Rồi, đế cũ nè cô chú anh chị. Quanh thân 7. Rồi. Chiều cao 72. Tán ngang 66. Rồi. Rồi, cây cúc bi mã số 18k giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Giá cũng chỉ là 300.000 luôn. Rồi đã cây. Rồi tiếp theo cây mã số 19k cũng là một cây cúc phượng hình trân quấn đế rồng ba lượng của chú chị. Quanh thân là 8. Rồi. Chiều cao 44, tán ngang 59. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 280.000. Rồi mình đã cây ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 20k cũng là một cây siêu bông Sài Gòn luôn cô chú anh chị. Đế rất là đẹp nha. Đế sởm nè cô chú chị. Nguyên cũ luôn. Nhưng con hú nè. Rồi thông số luôn này bạn ơi. Quanh thân là 9. Rồi. Chiều cao 57. Tán ngang là 59. Rồi. Rồi cây cúc cây giảo siêu bông Sài Gòn ha. Mã số 20k giao lưu của chú anh chị mình giá 300.000 bao phí ship. Thì mã số 20k cũng là một cây clip của em luôn. Thì em cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem hết clip ha. Và rất mong được cô chú anh chị mình yêu thương ủng hộ nha. Số điện thoại giao lưu của em là 0866459094 mà. Và em xin chào và hẹn gặp lại ạ. Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như bạn Nam cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ cho bạn Nam trong cái clip trước cũng như clip này. Cảm ơn cô chú anh chị mình vào xem được cây nào hợp nhãn của chú anh chị mình ủng hộ cho vườn của bạn Nam nha. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.